Đêm tranh đai MTR Cope Honor 19 tháng 11 đã chứng kiến màn lên ngôi lịch sử của Trương Cao Minh Phát với danh hiệu vô địch Muay Thai chuyên nghiệp thế giới đầu tiên của Việt Nam. Là sự kiện tranh đai chuyên nghiệp thế giới đầu tiên của Muay Việt, MTR Cope Honor đã thu hút được đông đảo sự theo dõi và ủng hộ của người hâm mộ, cho thấy võ thuật đối kháng, đặc biệt là môn Muay Thai đang trở thành trào lưu giải trí mới của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Đêm thi đấu 19 tháng 11 tại câu lạc bộ Saigon Sports Club có tổng cộng 12 cặp đấu với trận đấu tâm điểm giữa Trương Cao Minh Phát và Mostafa Amran Iran để tranh đai thế giới hạng Super Featherweight 59 cân của WBC Muay Thai, chiếc đai có giá trị cao nhất trong hệ thống. Hai võ sĩ đã mang đến những màn so tài mãn nhãn ngay từ những cú ra đòn đầu tiên. Thế trận diễn ra cân bằng cho đến hiệp 4, khi Trương Cao Minh Phát tận dụng tốt cơ hội để tung đòn hạ knock out đối thủ. Võ sĩ người Iran dù đã rất cố nhưng không thể gượng dậy. Chiến thắng này giúp Trương Cao Minh Phát trở thành võ sĩ đầu tiên của Muay Việt Nam vô địch WBC Muay Thai thế giới. Trước đó, tay đấm sinh năm 1995 đã đoạt đai WBC Muay Thai quốc tế, giành huy chương bạc SEA Games 31 và huy chương đồng SEA Games 32. Cũng tại sự kiện, Huỳnh Hoàng Phi đã chiến thắng trước đối thủ cao hơn mình đến 5 bậc trên bảng xếp hạng. Elim Grahi, Ayof, Maroc ở trận tranh đai quốc tế hạng cân Bantamweight 54 cân. Chiến thắng này giúp Huỳnh Hoàng Phi đã có được danh hiệu quốc tế đầu tiên trên sàn Muay nhà nghề. Anh cũng là võ sĩ thứ tư của Việt Nam giành được một đai vô địch quốc tế của WBC Muay Thai, mở ra cơ hội lọt vào top 10 bảng xếp hạng của tổ chức này cùng suất tranh đai thế giới trong tương lai.